Sinh ra và lớn lên ở làng Con Cơ Lo, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, Y Thoai, người con gái Ba Na luôn mong muốn giữ gìn, quảng bá và phát huy giá trị nghề dệt thổ cẩm, đem sản phẩm đậm sắc màu văn hóa truyền thống Kon Tum đến với mọi miền. Nghĩ là làm, chị Y Thoai đã mở cửa hàng thổ cẩm Tây Nguyên Y Thoai, trưng bày các sản phẩm lưu niệm từ tấm choàng, bộ quần áo, khố váy được dệt và thiết kế theo lối truyền thống đến các sản phẩm lưu niệm ít nhiều mang hơi thở hiện đại, đáp ứng nhu cầu khách du lịch như ví cầm tay, móc chìa khóa, túi sách, ba lô đi học, túi đựng laptop, hộp đựng bút viết, đều từ chất liệu thổ cẩm mang hoa văn truyền thống. Các mặt hàng lưu niệm đều do tự tay Y Thoai thiết kế và hướng dẫn các nghệ nhân thực hiện. Sự đam mê là nó dẫn dắt chị đến ngày hôm nay. Chị mở cửa hàng đây là với cái sự đam mê. Sự đam mê của mình nó bốc cháy, mình không trừ một cái ví dụ là gọi là khó khăn. Mặc dù đối với mình đó, mình cảm thấy là muốn giữ được cái truyền thống đó, rất là khó khăn. Thứ nhất là về cái mặt mà để mà lưu giữ, để nó tồn tại á, thì mình phải tìm kiếm như thế nào để bán được cái sản phẩm đó. Và bán được cái sản phẩm đó là nó mới nuôi được cái văn hóa chứ. Chứ mà mình làm không đó, mình cứ bỏ trong tủ thôi, hoặc là mình để làm cái gì đó thôi. Làm sao mà mình giữ được cái văn hóa, là muốn giữ được cái văn hóa tồn tại là mình phải tìm kiếm cái thị trường để bán được cái sản phẩm đó. Rồi sau đó mình mới lưu giữ nó, là trả công cho chị em để chị em làm, để chị em cùng làm, để cùng lưu giữ cái văn hóa. Đó là cái sự đam mê của mình. Sinh ra trong gia đình có 9 anh chị em, được thừa hưởng niềm đam mê dệt thổ cẩm từ mẹ. Khi 14 tuổi, chị đã thành thạo dệt tất cả các loại vải, tấm đắp, áo. Chị còn thiết kế ra nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu cho mọi lứa tuổi. Năm 25 tuổi, Y Thoai đã làm chủ cửa hàng đồ lưu niệm thổ cẩm truyền thống, tạo việc làm cho hơn 35 chị em có tay nghề cao về dệt thổ cẩm trong cộng đồng tại các xã phường trên địa bàn. Y Thoai luôn tự hào về nghề dệt và những sản phẩm du lịch mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Các sản phẩm dệt của chị không chỉ phục vụ nhu cầu khách hàng trong nước mà còn được du khách nước ngoài thường xuyên đến tìm hiểu, đặt mua sản phẩm. Khách du lịch họ đến đây á, là họ thích nhất là tại vì cơ sở của mình ở đây á, thì làm từ cái việc mà chọn chỉ sau đó rồi phối dệt rồi đến ra cái thành phẩm luôn, mà tất cả các loại sản phẩm đó từ cái hàng từ ví dụ từ 5 triệu cho đến 10 ngàn cũng có. Là khách hàng là họ ưu thích những cái sản phẩm của mình là nó đa dạng phong phú. Nói chung thì không phải là một cái tấm chăn hoặc là một cái khố gì đó không. Nhưng mà riêng của chỗ mình là khách hàng, khách du lịch đó họ rất là thích. Họ chọn đầy đủ các loại cái sản phẩm, vừa túi tiền của họ. Cho nên là rất nhiều khách họ đã tìm đến cửa hàng của mình. Trong xu thế của hội nhập và phát triển ngày càng mạnh mẽ, đâu đó ở một số địa phương, di sản văn hóa truyền thống ít nhiều bị mất đi hoặc mai một. Nhưng với nghệ nhân Y Thoai, luôn được mọi người trân trọng, bằng ngọn lửa nhiệt thành, chị vẫn âm thầm, bền bỉ, gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc thiểu số Kon Tum.